Đã bao giờ bạn trầm trồ ngồi ngắm một bông hoa đẹp chưa? Hay là đã bao giờ bạn thốt lên "Ồ wow" trước một cảnh tượng của thiên nhiên chưa? Và sau đó chúng ta cảm thấy Chúa yêu chúng ta. Trước một cảnh biển tuyệt đẹp như vậy. Và bạn có đồng ý với tôi rằng ánh sáng của mặt trời là loại ánh sáng đẹp nhất không? Nhành bông lan này đẹp phải không nào? Nếu như phải tự chế tác thì các bạn có biết là bao lâu để một nhành lan có thể phát triển lên được như vậy không? Bạn có thấy những chấm li ti đỏ trên cánh hoa không? Kỳ công nhỉ bạn? Nhành bông súng hài hòa về màu sắc phải không nào? Nhành bông súng bé nhỏ như vậy thôi lại trở thành sân chơi cho những chú ong ruồi đấy. Và mỗi một nhành bông lan lại là một kiệt tác của thiên nhiên. Bạn nghĩ gì khi chúng ta được nhìn ngắm những kiệt tác như vậy? Ôi, cái thảm hoa 10 giờ quen thuộc. Nhưng mà nó có một cái tên nữa bạn ạ. Rất đẹp. Hoa 10 giờ còn được gọi là hoa lệ chi. Và bạn nhìn cái bông hoa nhỏ này coi nào. Cả trăm cánh trên một bông hoa. Nếu như phải làm bằng tay thì chúng ta phải biết được là phải rất 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 tỉ mỉ thì mới làm được phải không nào? Đây là cảnh mình quay lại những lá hoa giấy. Bạn thấy màu lá này, vân lá này, hình dạng của từng chiếc lá này, chúng rất là khác nhau. Nếu như mà sản xuất được cái lá này thì bạn nghĩ xem những cái vân có đẹp được như vậy không? Các bạn thân mến, mỗi một bông hoa hay mỗi một chiếc lá, Thiên Chúa đều mặc cho chúng những gì là đẹp nhất, những gì là tuyệt vời nhất. Ngay cả các bạn nói rằng đám cỏ dại, nhưng mà thực chất Thiên Chúa cũng trao cho chúng những gì là đẹp nhất. Đây là một bông hoa dại trong bãi cỏ nhà mình. Bạn thấy không? Nó rất nhỏ, nhưng mà Thiên Chúa vẫn cho nó có đủ những sắc thái của một kiệt tác. Những vân gỗ để rồi chúng ta thấy được một cái điều là chúng ta được Thiên Chúa ban cho rất nhiều qua thiên nhiên. Sự kỳ diệu của thiên nhiên làm cho chúng ta cảm thấy kinh ngạc và ngỡ ngàng. Làm sao con người có thể chế tác ra được những tuyệt vời như vậy?
làm sao chúng ta có thể làm cho một cái cây gần chết nó có thể đâm chồi. Đây là một bãi cỏ ven đường. Phi Long ngồi nhìn nó, và chúng cũng có được một sức sống mãnh liệt. Và ngay cả kiến cũng đang nô đùa trên những cành lá của đám cỏ. Bạn thân mến, khi chiêm ngắm các loại hoa, chiêm ngắm những thụ tạo mà Thiên Chúa đã ban cho con người trong thế giới, chúng ta nhìn thấy mọi thứ đều tốt lành và mọi thứ đều được ban từ trên xuống, không do con người tạo thành. Rồi mình chợt nhận ra đó là những cái gì đẹp đẽ nhất Thiên Chúa đã ban cho mình. Và dĩ nhiên, thiên nhiên Thiên Chúa đã mặc cho nó đẹp như vậy, thì Thiên Chúa cũng đã ban cho con người có một tâm hồn thật đẹp, ban cho mỗi người có một vẻ bề ngoài thật đẹp. Và đặc biệt Thiên Chúa ban cho chúng ta có được một phẩm giá là con của Thiên Chúa. Giờ đây chúng ta cùng chiêm ngắm những thọ tạo của Chúa, để chúng ta xác tín rằng Thiên Chúa đã tạo nên mọi thứ, cũng như Ngài đã ban cho chúng ta những gì là đẹp nhất, những gì là quý giá nhất. Và từ đó chúng ta có thể nghiệm ra rằng Thiên Chúa đang hiện diện trong thụ tạo, và Thiên Chúa vẫn hằng sáng tạo những kiệt tác trong thế giới này. Qua những việc chiêm ngắm như vậy, Long mời gọi các bạn cảm thấy Thiên Chúa đã yêu thương con người mình như thế nào, để rồi cùng dâng lên lời kinh dâng hiến mà Thánh Ignacio thành Loyola đã đọc khi Ngài cảm nghiệm thấy được tình yêu của Chúa.